chùa Thanh Văn nha mọi người, đây là lần đầu tiên mình đi chùa Thanh Văn. Thầy giới thiệu cho mọi người một địa điểm tham quan mới. Vì đi ngoài đường thấy thu hút bởi cái chùa. Dạ. Đứng lên xem. Wow. Dạ, nó đẹp quá, làm sao sẽ rủ bạn bè lên. Của chùa Khánh Văn, xã Tân Thiền. Không phải, ở đây có rất nhiều cây, chắc là những cái cây rất là cổ thụ. Mấy cái bức tường này nó bằng đá này. Bên trong trên cái trụ nó còn có cái chạm khắc bằng hoa văn. Mát và toàn là đá. Đá, rất nhiều đá. Các bạn nhìn thấy là trên núi. Và hình như trên kia còn có một cái trò nhỏ nhỏ nữa. Này là di tích lịch sử. Di tích lịch sử văn hóa chùa Khánh Văn là một ngôi chùa cổ do các hòa thượng thuộc phái Thiền Lâm Thế Thiên Ấn tạo lập và lạc trên núi Khánh Văn, bao quanh là rừng cây cổ thụ. Và vừa rồi chúng ta đi qua cái rừng cây cổ thụ ấy, gắn liền với cuộc sang giải phóng dân tộc vào năm 1931. Đây là khung cảnh khi đứng nhìn từ chùa Khánh Văn xuống này. Có thể thấy được mênh mông trên kia và rừng cây cổ thụ.